Cảnh tang lại hợp, huệ từ. Khoảng 2 tháng trước, thấy chồng mình có hành động kỳ lạ, bí mật điều tra mới biết chồng mình có người khác. Tôi nghĩ chẳng đến nỗi nào, không cần làm lớn chuyện, cứ tránh sự đổ vỡ. Nhưng mà ngoài sự tiên liệu của tôi, việc chẳng đơn thuần, bọn họ đã có kế hoạch buộc tôi phải ly hôn. Nguyên hạnh phúc và hòa hợp của gia đình bị người thứ ba chen vào, khiến chúng tôi phải trải qua những trận ồn náo, không còn quan hệ giao tiếp. Ông ấy bị sự mê muội đến nỗi vóng đầu chuyển hướng vì muốn đạt mục đích. Tôi không có cách gì để chế ngự ông ấy, nên phải hướng ra ngoài tìm cách. Một ngày nọ, tôi kéo đất nơi Phật đường, ông ta đã đoạt lấy dụng cụ kéo đất, bức bách tôi phải nhận lời ly hôn. Vì con nhỏ tôi dứt khoát không chịu, ông ta lập tức bẻ ngược cổ tôi, mưu đồ dùng cái chết để uy hiếp. Bấy giờ, như sợi dây cung đã kéo căng hết mức, tôi buông hết mọi duyên, từng niệm thánh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, nhất tâm hướng về Ngài. Do duyên hết lòng chuyên niệm Phật, để vơi đi một chút thống khổ. Ngược lại, ông ta lại vô cớ té ngã xuống đất, nên ông càng thêm giận dữ. Nhớ lời sư phụ từng căn dặn, cái lộn sẽ làm lớn thêm tâm giận, nên tôi chẳng muốn nói gì, cũng không kể cho ai nghe, chỉ chảy nước mắt mong ông ta đồng tình. Nên mỗi lần sầu bi muốn khóc, tôi lại đến Phật tưởng cầu sám hối. Trăng lặn, tôi và vài cư sĩ đến viện Địa Tạng, tham gia pháp hội Địa Tạng, đến đại điện, nhớ đến từ bi của Bồ Tát, bất giác không cầm được giọt lệ, kiên thành sám hối nghiệp chướng sâu nặng của mình. Bỗng nhiên thấy Địa Tạng Bồ Tát nhìn mình mỉm cười, tưởng là hoa mắt, nhìn lại cẩn thận thì đúng là như vậy. Trong tâm cảm xúc trào dâng, bất tận. 2 giờ chiều, tiếng phạm âm trang nghiêm khởi lên, mọi người như được tắm trong biển pháp thanh tịnh, cảm thấy an lành, hòa ái. Tụng kinh Địa Tạng đến đoạn, nghiệp lực sâu nặng như núi Tu Di, lớn như đại hải, có thể chướng ngại thánh đạo. Cho nên chúng sanh đừng có lỗi nhỏ là không có tội, khi chết liền có quả báo, nhỏ nhiệm cũng trẻ, chí thân như cha con cũng phải tiễn biệt, đâu dễ gặp lại, chẳng thể nhận thay. Cảm nhận nhân quả khó tránh, không ai có thể thay thế, quả báo đời trước phải dũng cảm nhận lãnh, đồng thời đời này tránh tạo nghiệp mới, kết ác duyên. Xin Bồ Tát từ bi chỉ giáo, để tương lai mẹ con có cách để sinh tồn. Nhân đây mà tâm tôi dần dần được bình an tịch tỉnh. Ngày chính lễ, chồng tôi và người phụ nữ kia dẫn nhau đến vũ trường. Nửa đêm về bảo tôi, có người thác ông phải về nhà. Ban đầu tôi chẳng rõ chuyện gì. Liên tiếp 4 ngày sau, chồng tôi cứ đến gặp tôi và xin tôi tha thứ lỗi lầm của ông ta. Tôi rất ngạc nhiên, liền mời ông ta đến trước Phật điện mà sám hối. Sau này ông ta mới kể lại, tại vũ trường có một người lớn tuổi rất cao to, đi qua trước mặt ông ta, rồi đột nhiên mất dạng. Chỉ nghe bên tai có người thì thầm khuyên rằng, trở về nhà nhanh, không được tiếp tục giao tiếp với người phụ nữ đó nữa. Hãy trở về nhà và xin lỗi vợ con nhanh. Bên kia, người phụ nữ cũng mộng thấy có người bảo, phá hoại gia đình, chia lìa vợ con người ta, phải chịu tội báo nặng nề, không được cứ mê mờ mà không chịu tỉnh ngộ nữa. Khi hai người gặp lại kể cho nhau nghe, tâm lý vì cùng sợ hãi nên tự động chia tay. Thế là phong ba của gia đình tôi chấm dứt. Đúng là có thể nói uy lực và từ bi của Bồ Tát Địa Tạng là không thể nghĩ bàn. Chồng tôi do ngộ được lỗi lầm ở trước, nên bây giờ đối với gia đình một mực quan tâm chăm sóc, lại thường đọc kinh Phật, mới rõ được giáo lý nhà Phật là kim chỉ để con người đối xử với nhau không bị khiếm khuyết. Nhờ Đức Địa Tạng Bồ Tát, ngày nay chúng tôi mới được Phật hóa gia đình. Ghi lại từ Nhân Thức Phật Phán, Đệ Nhất Quyển 4, Kỳ 1, ngày 10 tháng 10 năm 1979. Ha ha ha,